Vâng, xin mến chào quý vị. Lời đầu tiên chúc mọi người luôn vui khỏe. Bây giờ mình đưa quý vị về thăm Huế về đêm đây. Cùng lại đêm rồi đây quý vị. Quý vị thấy đường xá thì đang ẩm ướt đúng không? Chúng ta nhìn quanh một vòng và mời quý vị đoán thử mình đang đứng tại cái chỗ nào tại Huế này. Rồi có lẽ là quý vị đoán ra rồi. Trước mặt chúng ta là ngôi nhà, cái tòa nhà mà quý vị thường gọi là tòa nhà Đinh La Thăng. Vì nó chưa có tên được tạm gọi như vậy. Thưa quý vị, đây là cái khu vực này gồm rất nhiều là ngã đường này. Nếu mà nhìn một cách tổng thể thì nó có đến 6 ngã đường đấy quý vị ạ. Chúng ta lên hướng đường này là đường Lý Thường Kiệt này. Đây. Ngay cái chỗ này mọi người thấy có cái tòa nhà đài truyền hình VTV. Hồi xưa là truyền hình Huế đấy, bây giờ là VTV8 đúng không? Tất nhiên bây giờ chúng ta rẽ phải, sát cái chỗ này thì là đường Hà Nội và cái góc đường nhỏ nhỏ bên kia đó chính là cái đường Ngô Quyền. Đi tới một tí nữa thì có một công trình rất là lớn và nổi tiếng, cũng như là có nhiều bác sĩ giỏi ở Huế, đó là Bệnh viện Trung ương Huế. Huế bây giờ dường như là đã bắt đầu mùa mưa rồi mọi người ạ. Mọi người thấy là coi như bà con bà đi trên đường này, đang mặc áo mưa. Cũng có người không mặc áo mưa thì cơn mưa vừa xong mọi người ạ. Cách đây khoảng 15 phút thì mưa khá lớn, tưởng như là mưa dài luôn. Nhưng mà bây giờ chúng ta thấy là thành tần rồi đúng không? Rồi bây giờ mời mọi người chúng ta cùng với Bình đi ngắm cảnh về đêm trên cái đường Lý Thường Kiệt này. Sau khi chúng ta ngắm cái ngã năm này xong, và bây giờ mời mọi người quay ngược lại tí này. Đây là cái đường Hoàng Hoa Thảo mọi người ạ. Cạnh bên này là trường Nguyễn Trường Tổ, trường cấp 3. Đường đây chúng ta có thể thấy khách sạn Hoàng Đế mọi người này. Đấy. Tất nhiên ở đây quý vị thấy ngân hàng Agribank. Rồi bây giờ mời mọi người chúng ta tiếp tục đi ngắm cảnh cùng với mình. Chúng ta đang đi qua ngã năm. Quý vị thấy đối diện với tòa nhà Đinh La Thăng, cái chỗ này có một khu đất trống rồi đúng không? Trên đường Lý Thường Kiệt, đây là cái trụ sở của VTV8, rồi là ngân hàng VIB, tòa nhà cao cao điện sáng sáng trước mặt chúng ta là cái tòa nhà Viettel. Chúng ta vừa đi qua cái quán cà phê tre. Còn bên này thì khách sạn Heritage. Đây, có cái nhà hàng Vương Phố mọi người này. Đây. Ở đây có quán cà phê là nổi coffee, milk tea, trà sữa. Đấy. Rẽ phải là đường Nguyễn Văn Cừ mọi người này. Đi lên chợ Phá Phim ấy. Đây có cái trụ sở của VNPT ấy. Quý vị thấy cái chỗ này có cái tòa nhà đang xây lớn chưa? Trung tâm thương mại hay là khách sạn gì đây rất là lớn. Bên kia có tiệm bánh ít ngọt. Đây có nhà khách công đoàn. Chỗ này khách sạn Đồng Đa mọi người.
Quý vị thấy cái tòa nhà đang xây này, cái trụ nó khá to đấy mọi người nha. Kích thước trụ vuông chắc là phải 1 mét 1 mét á. Cái hệ thống cọc để thi công người ta đang rụng lên chở đi này. Cái chỗ này là giao nhau với đường Nguyễn Huệ mọi người. Giữa Trần Thiên Tiệp và Nguyễn Huệ. Rẽ trái là về, xin lỗi, chỗ này là Đống Đa chứ không phải là Lý Thường Kiệt, là Nguyễn Huệ mọi người. Đi nữa chúng ta mới tìm cái ngã tư giao nhau với Nguyễn Huệ. Ồ, bây giờ trời đang mưa mọi người. À, rồi trời đang mưa to ra đây. Ồ. Chắc phải tìm chỗ trú. Chỗ này có quán cà phê Eden của mình, mọi người này, bắt đắt lắm này. Đi qua ngã tư Nguyễn Huệ và Lý Thường Kiệt là chỗ này này. Chỗ này công ty điện lực này. Bên này có trụ sở ngân hàng VP Bank quý vị. Chúng ta vừa đi qua cái chỗ quán cà phê Passion mà trước đây chúng ta có vào đó ngồi thưởng thức. Ở đây có cái xe bánh mì, nghe nói bánh mì ở đây ngon lắm mọi người. Bây giờ chúng ta qua thử mua ổ đi. Chào mì nhiều cho mọi người này. Em ơi, ở đây có cái loại mì gì ăn ngon nhất bạn cho anh ổ em? Rồi bạn cho anh ổ mì hấp quay đi. Cho anh quay cái mì cả nha. Rất là nhiều món. Thì đây là cái gì? Còn Minh bạn đây lâu mau rồi em? À, đây có phải quán của chủ xưởng không? Gần 20 năm một chỗ này. Ồ, mì heo quay đó là bao nhiêu tiền rồi em? 10.000. Em đang làm một mì cho anh rồi hả? Anh là làm một mì heo quay được không? Dạ dạ. Chị đi được cái chị, con chứ. Mì heo quay này, cái chả này, rồi là bát tê này. Không biết xong chưa? Đây đó hả? Đem về nhà ăn thử, giới thiệu cho mọi người. Rồi, mì bên mua đây mọi người này. Mì thịt heo quay này. Do là trời mưa mà từ dưới cái chỗ cầu Kho Ren, tức là cái khoảng mà chúng ta vừa mua lên đây thì cũng tầm gần 3 cây số, cho nên chi mì nó cũng bị nguội đây. Bây giờ cho vào lò nướng cho nó nóng lại tí, hấp để chúng ta ăn nha. Rồi bỏ vào. Ủa rồi. Rồi. Rồi, nó đang nằm trong này. Hấp dẫn quá. Trong khi bên nướng mì, mời mọi người chúng ta nhìn ra ngoài, qua bên nhà của láng giềng của bên này. Trời đang mưa này. Mưa có vẻ như là mưa Huế này.
nó khi to khi nhỏ nhưng mà lại triền miên, thổi đất thổi đai. Đây chúng ta nghe thấy mưa Huế á, giờ mưa có vẻ là lớn hơn rồi, to hơn rồi. Rồi như vậy là mọi người thấy mì đã được hâm lại, nóng lại rồi đây. Chúng ta cùng khám phá bên trong của mì như thế nào này. Giòn, giòn nó gãy đôi luôn mọi người ơi. Ồ, thịt heo quay này, cà rốt, đu đủ, rồi là ngò, ớt, có thêm mũi tiêu nữa thì phải. Đó. Bây giờ chúng ta ăn thử như thế nào mọi người nhé. Giòn đây, cầm miếng đầu tiên đi. Giòn rùm á, bắt đầu cắn được miếng thịt. Thịt heo quay cũng giòn giòn. Thế chắc có lẽ là quý vị biết bên gọi là cái chủ quán đó cái loại mì nào là ngon nhất. Cái chủ quán mới giới thiệu là cái món mì heo quay. Cái miệng vừa rồi đúng là cái miệng tổng hợp, vừa gặp thịt heo quay, vừa gặp rau dưa béo béo giòn giòn, mì thì lại là giòn rồi đúng không, vì nướng lại nên chứ khá giòn. Rồi bây giờ còn một miệng cuối cùng mọi người này. Tôi ăn luôn ha. Ngồi ăn mà vừa nói là miệng bên ăn xấu. Tôi kể ra chiều với răng chừng. Nếu tôi cho răng chiều này xấu đẹp chứ coi như là số tài thiên. Thiên định. À vâng. À cũng muốn tạo cái không khí gặp gỡ quý vị cho nó vui. À và có chi thì mọi người góp ý cho bên ở dưới video. Và không quên tặng like cũng như là đăng ký để nhận được video về Huế cập nhật tình hình mà mình tải lên. Xin cảm ơn quý vị đã về thăm Huế cùng với mình đi vào trên đường Lý Thường Kiệt và mua ăn thử cái ổ mì mà cái quán đó họ bán là đến 20 năm rồi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị ở các video tiếp theo sau. Xin trân trọng.